Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tam Mỹ, Hãn Phỉ. Tác giả Hương Tiểu Mạch qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đối với những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay nhấn nút subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãn Phỉ. Tập 23. Ánh mắt La Cường bất động, sâu không thấy đáy, đột nhiên hỏi. "Em lặp lại lần nữa, cái người thư ký bị bắn chết tên là gì?" Thiệu Quân trả lời, "Tần Thành Giang." La Cường nhắc lại, "Em có chắc mình nhớ đúng không?" Thiệu Quân khó hiểu hỏi, "Làm sao em nhớ sai được, em đã tận mắt chứng kiến chuyện đó." người đàn ông đó chỉ hỏi một câu rồi rút súng trong ngực ra bắn một phát cự ly gần lên đầu ông ta lúc thiệu quân miêu tả cảnh tượng ấy giọng y run nhẹ giờ tuy hiểu biết nhiều hơn cũng nhìn thấy người chết nhưng lần đó quả thực là một cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong tuổi thanh xuân của y sợ rằng cả đời y cũng không bao giờ quên được hộp sọ nổ tung như một quả dưa hấu lớn thịt đỏ tươi văng ra khỏi óc họng súng đen ngòm lắp ống giảm thanh để gần sát chán lúc bắn tạo thành một âm thanh bị bóp nghẹt người đàn ông cầm súng mặt vô cảm ngón tay lạnh lùng đến mức không hề run lấy một cái đôi mắt ẩn dưới kính râm cũng không chớp não người trắng nhờ bắn ra từ phía tung tóe lên tường thậm chí vào cằm vào quần áo của người đàn ông đó thư ký tần ngã lan ra chết ngay tại chỗ máu nhớp loang lổ chảy đầy trên đất thiệu quân nói người bắn chết họ tần kia quay đầu lại liếc mắt một cái đã phát hiện ra em em là nhân chứng nhìn thấy hắn gây án là cường ngơ ngác nhìn thiệu quân người đàn ông đó em có thấy hắn ta trông như thế nào không thiệu quân chậm rãi lắc đầu hắn đeo kính râm che nửa trên mặt cổ áo khoác dựng đứng che nửa mặt dưới tóc cắt ngắn bình thường hình như còn có dâu Lúc đó em quá sợ, thậm chí còn không đoán được hắn ta bao nhiêu tuổi, 20, 30 hay 40. Người đàn ông cầm khẩu súng vẫn còn khói bốc ra từ họng súng, từ từ đi về phía em. Em sợ đến choáng váng. Lúc đó em có bao nhiêu tuổi đâu? Mới cấp 2, thậm chí còn không thể chạy nổi, chân tay bất động. Là cường hỏi, khi đó em bao nhiêu tuổi? Thiệu Quân liếc nhìn la cửa một cái. Em mười bốn. Thiệu Quân tiếp tục. Người đó rất lạ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào em, không nói gì. Chắc hắn sợ bị lộ giọng nói. Rồi sau đó bất ngờ chụp lấy thứ trong tay em. Hắn ta thực sự đã giật hộp súng đồ chơi em đang cầm, lật qua lật lại xem rất hứng thú. Lúc đó em còn nghĩ tại sao hắn ta lại hứng thú với súng đồ chơi trong khi hắn đang cầm hẳn một cây súng thật. Là cường nghẹn họng không nói. Nghe con non nớt tiểu thiệu tam gia đối mặt với họng súng. Tuy mặt trắng bệch vì sợ, nhưng không khóc hay cầu xin lòng thương xót, cũng không nhớ đến việc bỏ chạy. Y ngơ ngác một lúc, rồi hự ra một câu. Cái này của mẹ tôi mua, anh là ai không biết, anh trả lại cho tôi đi. Người đàn ông đeo kính dâm niết thiệu quân sững sờ một giây chậm rãi đưa lại y khẩu súng đồ chơi sau khi xăm soi chán chê rồi nhanh chóng mở chốt an toàn giường họng súng kể sát vào chán thiệu quân đó là nửa phút dài nhất kinh tâm động phát nhất trong cuộc đời của thiệu quân thiệu quân lúc đó để kiểu tóc đơn giản nhưng rất thịnh hành vào đầu những năm 90. đó là kiểu dễ ngôi giữa phần tóc mái để dày phía sau đầu cắt ngắn nhìn từ phía trước giống như một cây nấm lớn còn có cả một lớp tóc mái lòa xòa che mắt, được coi là hợp mốt như ngôi sao điện ảnh. Vào thời điểm đó, văn hóa đại chúng của giới giải trí Hồng Kông và Đài Loan đã quét qua đại lục. Những tấm áp phích của các ngôi sao điện ảnh và ca sĩ Hồng Kông, Đài Loan được bày bán khắp nơi trên đường phố. Đây là những kiểu tóc được Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh Lăng Xê, được các thanh thiếu niên thời ấy tôn sùng. Họng súng dí lên tóc mái dày những sợi tóc bay tán loạn qua mắt y. Người đàn ông mặc áo đen vô cảm áp súng lên y. Cả hai đều bất động. Mọi thứ xung quanh như biến sắc. Hai tài thiệu quân như không thể nghe được gì. Mắt nhìn thẳng vào họng súng giữa chán. Máu trong người như đông lại. Bất ngờ, tiếng tin nhắn vang lên. Người đàn ông mặc đồ đen lấy điện thoại từ tắt lưng hắn ra. Đức nhìn một cái. Người đàn ông cuối cùng cũng không bắn. Rời họng súng ra xa lấy khăn tay ra lau máu và não bắn tung tóe trên người, rồi xoay người cầm súng đi, biến mất nhanh chóng trong đám đông. Không một dấu vết, như thể người này chưa bao giờ tồn tại. Trong mắt loa cường như được tráng một lớp mỏng ánh sáng, nghe chuyện mà có vẻ như còn hoảng sợ hơn người kể chuyện. Hắn thì thào. May quá, không bắn. Thiệu quân hử một tiếng trong mũi, thấp giọng mắng. Khốn khiếp, bây giờ ngẫm lại tại sao lúc đó tên đó không bắn ân ngón tay nhẹ một cái là não của em sẽ bắn ra khắp nơi thôi thiệu quân nhướng mày nhìn hắn trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu lão nhị anh không đoán ra thật à ánh mắt la cường còn hoảng loạn hơn cả y ngẩn người hỏi em bảo ông đây đoán cái gì thiệu quân tiếp tại sao tên đó không bắn em mà lại để em sống sót Hắn ta không sợ sau này em sẽ nhận ra hắn Tô cao hắn Làm chứng chống lại hắn sao La Cường hỏi Tại sao Thiệu quân cắn môi thở dốc Suy nghĩ này đã ở trong đầu y rất nhiều năm Y suy tính nhiều năm Đẻ nén nhiều năm Hôm nay cuối cùng cũng nói hết với La Cường Vì y tin tưởng La Cường Chắc chắn là do bố em Chắc chắn Nghĩ kỹ đi Nếu không tại sao tên đó lại bắn họ tần mà không giết em lúc đó hắn ta đã có cơ hội thổi tung đầu em nhưng ngay lúc quyết định điện thoại hắn ta lại kêu lên có người nhắn tin cho hắn hắn liếc mắt nhìn rồi bỏ qua em anh hiểu không la cường nhìn chằm chằm thiệu quân với ánh mắt kỳ lạ một lúc lâu sau mới nói chính vì điều này mà em chống đối bố mình em nghi ngờ bố mình giết người sao thiệu quân hỏi ngược lại anh nghĩ bố em có thể vô tội không ông ấy hoàn toàn không biết chuyện này à lúc đó ông ấy căm ghét người đàn ông này đến mức nào hơn nữa vụ án này còn bị ém xuống không được công bố rộng rãi nếu em không tận mắt nhìn thấy em sẽ không bao giờ biết được chuyện họ tần đó bị bắn chết thiệu quân nói nhanh tiếp tục trình bày phân tích của mình em cũng đã cố gắng hết sức đi kiểm tra các hồ sơ liên quan mà em có quyền truy cập nhưng cảnh sát nói rằng vụ này là điều tra nội bộ Nội bộ còn khỉ mốc Không thể kiểm tra được toàn bộ hồ sơ Có lẽ nó đã được thay đổi Chỉ những người bên trong mới có thể làm như thế Bố em lúc ấy vẫn đang ở trong phân cục Chính phân cục đó nhận xử lý vụ án này La Cường nhìn chằm chằm y Có phải Thiệu Quốc Cương làm hay không Tại sao em không đi hỏi thẳng Hỏi ông ta sẽ biết thôi Thiệu quân bướng bỉnh nói Em không muốn hỏi nếu như ông ta thật sự phái người làm loại chuyện này anh nghĩ em hỏi ông ta có dám nói thật không hơn nữa nếu do ông làm em cũng sẽ không thể đi tố giác ông ông ấy đã hủy hoại cả gia đình ông ấy đã hủy hoại mẹ mẹ em đã nhảy lầu tự sát la cường nhìn thẳng vào mắt y sắc mặt xanh xám không nói được lời nào đối với thiệu quân năm đó mới chỉ là một thiếu niên đoạn thời gian đó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng quần lấy cuộc đời y trở thành thứ ám ảnh nhất trong ký ức sau khi y sợ hãi bỏ chạy mẹ y cũng đã đến hiện trường đêm đó y trốn trong tủ lớn trong phòng đóng cửa tủ lại từ bên trong dùng hai tay giữ chặt khung cửa không cho người ngoài phát hiện suýt chút nữa khiến bản thân ngạt thở y nghe thấy tiếng cãi vã thô bạo của bố mẹ trong bóng tối y chưa bao giờ thấy họ cãi nhau to tiếng như vậy Chính ta y nghe bố y nói. Cô còn có mặt mũi hỏi tôi, cô nghĩ tôi không biết à? Cô có biết tôi xấu hổ đến mức nào không? Thật ghê tởm mà. Gia đình cô luôn coi thường tôi, không để tôi vào mắt. Rồi các người làm ra cái loại chuyện này, <laughs> thấy mình cao quý lắm à? Y nghe mẹ y nói. Bây giờ anh cảm thấy tôi ghê tởm, thế lúc cưới tôi, anh có thấy ghê tởm không? Anh có thể theo học thầy giáo nổi danh nhất trong giới có thể được chuyển sang các phân cục tốt hơn. Anh nghĩ là nhờ ai? Bố y nói. Ông đây dựa vào bản thân bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thèm một chút danh lợi nào từ nhà cô. Cô đừng tưởng bở mà lấy nó ra nói. Mẹ y cũng không vừa, đáp lại. Thiệu Quốc Cương, anh đúng là máu lạnh, sao anh không bắn chết tôi luôn đi? Vài ngày sau, vào mùa hè khi Thiệu Quân 14 tuổi, mẹ y nuốt hơn 100 viên thuốc trị bệnh trầm cảm cầm trên tay chiếc mũ nhỏ màu hồng có quả bông mà thiệu quân thưởng đội nhất khi còn nhỏ. Có lẽ để hoài niệm. Sau đó, leo lên tòa nhà 10 tầng, gieo mình xuống. 14 tuổi, thiệu quân không còn mẹ. Đêm lạnh như băng, trên sân thượng ánh trăng trải dài, sáng lên màu sáng trắng, thật đẹp mắt. Thiệu quân bật khóc, nước mắt đọng trên hàng mi xinh đẹp. Sau đó, y thù bạo lấy ống tay áo lau đi đàn ông khóc không lượm thuộm bù lưu bù loa như phụ nữ đàn ông chỉ cần lặng lẽ rơi nước mắt cổ họng sầm gì vài tiếng là đã xong hai người trầm lặng ngồi dưới tường đối mặt với ánh trăng một lúc lâu không nói tiếng nào la cường ngồi như một pho tượng bằng gang đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối nặng nề gọi bánh bao thượng quân hở la cường em nên hỏi thiệu quốc cương nếu không phải ông ấy thuê người làm thì em hiểu lầm bố em bao nhiêu năm rồi thiệu quân tiếp vậy anh nghĩ là ai làm em không thể nghĩ ra được người thứ hai trường hợp đó ngoài bố không muốn ra tay với con trai thì còn có ai tha cho em ai không cho em một phát súng nếu là thiệu quốc cương làm em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy cả đời cũng không Thiệu quân bướng bỉnh quay mặt đi Nhìn bầu trời dám xịt như sắt thép Nói câu cuối cùng một cách kiên định và chắc chắn Không có chỗ cho sự thỏa hiệp La Cường quay đầu lại Chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt Đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu thiệu quân Hắn dùng hai bàn tay to lớn Ôm lấy khuôn mặt điển trai này lau đi những vết ướt trên má thiệu quân Rồi ấn ngón tay lên giữa lông mày Xoa xoa Hai người nhìn nhau chăm chú đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đáy mắt lo Cường đung đưa những mảnh ánh trăng lộn xộn vỡ vụn. Mắt hắn đỏ ngầu, ngón tay ấn mạnh, xoa vào giữa lông mày thiệu quân. Mấp máy môi thì thào nói. Em thật may mắn. Lúc đó không bị một phát súng giết chết. Đêm hôm đó, sau khi tắt đèn, lúc mọi người nằm trên giường đi ngủ, là lão nhị về lại buồng sam, khóc người toát ra một luồng khí lạnh Đỉnh đầu và vai như có một luồng xương trắng Cả khuôn mặt cũng như bị bao bởi một tầng xương Hốc mắt la cường đỏ hoe Hắn dương cặp mắt đầy những sợi tơ đỏ vằn vện khắp nhãn cầu Như trực vỡ nát ra Tuần màu nóng bất cứ lúc nào Nhìn mọi người trước mặt Trời đất trước mắt đổi màu Đảo lộn quay cuồng Không ai kịp phản ứng La cường đột nhiên lao đến chiếc giường bên cạnh nhấc bổng hồ nham lên Tiểu hồ ly tội nghiệp hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên bị túm vặt áo ngủ sau lưng, kéo lê trên mặt đất. Y kinh hoàng dãy ruộng, sau đó bị la cường đập mạnh vào cửa sổ. Những người còn lại thì há hốc mồm kêu lên. Hồ nham bị mười ngón tay tráng kiện như che trúc, kẹp trên vai và cánh tay, đè lên khung cửa sổ. Quần áo bị rách toạc ra, lộ ra bộ ngực gầy gò. Cơ thể y cũng hẳn lên những dấu ngón tay thô bạo, lực cánh tay khủng khiếp đó có thể bóp chết y ngay lập tức. Là cường đêm đó như một con thú hoang điên cuồng. Những gì tiểu hồ vô tình nói ngày hôm đó chợt hiện về trong đầu hắn. Anh không thích hợp với cậu ta. Anh không thích hợp với cảnh sát thiệu chút nào. Hổ nhàm đau đớn rớt nước mắt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đôi môi run rẩy nói. Anh cường anh, anh có chuyện gì vậy? Anh đang định làm gì? Muốn chơi em sao? Anh, anh, anh muốn chơi em mà Không, không vấn đề gì. Em, em rất thích. Nhưng, nhưng... Hổ nham thở hổn hển bên tai La Cường. Nhỏ giọng nói. Có người đang quan sát trên màn hình đó. Anh vẫn muốn làm cả à? Em muốn yên ổn ở trong bùng giam này lâu một chút. Anh phát điên làm gì? La Cường đúng là đang phát điên. Hắn giận cá chém thớt. Muốn phá hủy và săn bằng mọi thứ trước mặt hắn não bộ trong đầu hắn như bị đốt cháy lớp da mỏng ở huyệt thái dương không thể giữ được mạch máu đang trực vỡ ra giọng của la cường thô ráp như một cây đinh gì hôm nay tôi chơi cậu thì sẽ xong hết mọi chuyện Hồ nham nửa hiểu nửa không nhếch mép như tự diễu <laughs> chơi em một chút thì xong hết mọi chuyện à em chọc ai phiền đến ai anh cường hai người cãi nhau à Lúc nào cãi nhau thì anh mới nghĩ đến chuyện chơi em đúng không? Vậy anh có thể cãi nhau với cậu ta mỗi ngày rồi đến chơi em không? Em quan tâm đến anh lắm ấy. Những câu hổ nham ghé bên tai nói như những đợt roi ra. Dây sắt vút lên mặt La Cường quất lên trong mắt đỏ tươi của hắn. La Cường nhìn chằm chằm hổ nham. Từng lớp, từng lớp dưới mắt hắn là sự ngang tàn và quyết đoán của 20 năm tung hoành sang hồ. Lửa rừng đao sơn ngấm vào gan ruột Chóp mũi kể sát chóp mũi Là cường khản giọng Dùng âm thanh nói chỉ đủ cho hai người Có thể nghe thấy Nhóc con Hôm nay tôi nói cho cậu rõ ràng Đừng để tôi nghe thấy cậu nói tôi không hợp với em ấy Sau này mà còn tái phạm Tôi cắt lưỡi cậu Tôi trân trọng em ấy Thật sự trân trọng em ấy Không ai có thể so được với em ấy Đời này ông đây sẽ không bao giờ từ bỏ Không bao giờ buông tay Hổ nham từ trên cửa sổ trượt xuống Toàn thân run rẩy, Ngồi bệt xuống đất Mặt đầy nước mắt Vừa thở vừa ho dữ dội Suýt nữa bị hắn bóc cổ chết Sau đó mới biết Chỉ cần nói bậy bạ vài ba câu Thực sự ngày nào đó có thể mất mạng Là cường xoay người Nhào lên cái giường ban trưởng của hắn Vùi mặt thật sâu vào nơi không ai nhìn thấy Từng giọt máu trong cơ thể lạnh dần Như kéo hắn lùi từng bước Từng bước trở lại quãng thời gian ở cái trốn luyện ngục rực lửa ở nhân gian kia ánh trăng theo khe cửa sổ lọt vào trong buồng giam phủ lên giường màu vàng nhàn nhạt, nhạt. la cường kẹp một lưỡi sao mảnh sắc bén giữa hai ngón tay nhìn những vết thương nhỏ đang dần xuất hiện ở bên trong cánh tay và đùi rỉ ra những giọt máu đỏ la cường đã quen với việc dùng những cơn đau buốt để thanh tỉnh bản thân Và vỡ mọi say mê ảo tưởng khiến trái tim hắn ngày càng lạnh lẽo hơn Năm 14 tuổi, bước một chân vào cửa địa ngục. Hắn biết mùi vị sống không bằng chết là như thế nào. Hắn nghĩ không ai phải chịu đựng những cơn đau đớn, khổ sở, chịu đựng những tra tấn khắc sâu vào xương tủy như hắn. Ổng da to đá vào mặt, đạp vào mắt, đập nát nội tạng, từng cước, từng cước đạp gãy xương sườn. Cột nước lạnh như băng xối lên miệng vết thương, giải khắp toàn thân. Nước đá và máu từ cơ thể pha loãng vào nhau, nhộm đỏ cả vách tường, vết thương đóng vảy cuối cùng chuyển sang màu đen chất lỏng trong huyết quản từ từ trở nên lạnh lẽo trái tim như hóa đá hắn bước trên con đường đó một con đường tăm tối hướng lên tây thiên nếu một ngày mày hối hận mày có muốn quay đầu lại không mày còn đường nào để quay đầu sao mày không bao giờ có thể quay đầu một tảng đá nhằm thạch đen lạnh lẽo sinh ra trong luyện ngục dù một ngày nào đó nó lộ ra trên nhân gian liệu có thể nhìn thấy ánh sáng không? Nợ máu và tội lỗi như một vết hoại tử ăn vào tận xương, như một lời nguyền rủa của địa ngục gửi tới nhân gian, từng chút, từng chút khắc sâu trên đường đời đầy thương tích của hắn. Trông thật ghê tởm, Vĩnh Viễn không bao giờ có thể xóa bỏ những dấu vết đó. Vĩnh Viễn không bao giờ có thể vờ như chưa từng đoạn lạc. Trạng vạng giữa hè, mây mù che kín không trung, dày đặc nhấn chìm ánh hoàng hôn rực rỡ trên đỉnh núi toàn bộ dãy núi như ẩn một sự bồn chồn giống như một con rồng có sừng đang uốn mình tĩnh lặng một lúc trước khi cơn bão ập xuống đàn em trước kia của la cường sau này hay đi theo la chiến chạy việc vặt đến thăm tù tên là lại bột bột đưa cho la cường một bức thư tay chuyển lời thay cho la chiến đại ca chuyện con quỷ anh yêu cầu tụi em điều tra ấy Hắn đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm rồi, khó nói bây giờ đang liên hệ hay bắt tay với ai lắm. Còn nữa đại ca, chuyện anh nhận tiền công để làm việc ấy, bên kia chỉ đưa tên cho anh, không đưa thêm gì cả. Làm sao anh có thể biết được mọi chuyện? Chúng ta không biết được là chuyện thường mà. Đây là quy tắc giao dịch rồi, khác với những quy tắc phía trên mà. Trên đỉnh đầu hắn có một camera, bên cạnh còn có máy nghe lén, nên cả hai nói chuyện rất ngắn gọn dùng nhiều từ lóng trong giới ngầm. Ánh mắt La Cường như đông cứng lại, khản giọng nói. Ông đây chỉ là muốn xác nhận có lầm lẫn không? Có xác định sai người không? Lại bột bột chắc nịch nói. Anh làm việc rất cẩn thận mà, sao mà nhầm được? Anh không nhầm đâu. Người mua cũng đã kiểm tra hàng, xác nhận rồi. Một cái cũng không thiếu, sao mà lầm được? La Cường không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết lại bột bột rất quan tâm đến đại ca nhà mình. Thông qua tầm kính lớn vòng thăm hỏi, anh ta hạ giọng trong micro nhắc nhở. Đại ca, lão giả Long Vương ở hậu hải ấy, gần đây có động tĩnh gì đó, chuẩn bị dâng nước. Anh đang ở bên trong, cẩn thận nhé. Là cường hử mũi. <laughs> lão giả kia ngáp mấy năm nữa là xuống lỗ rồi, còn gây chuyện gì? Lại bột bột vội vàng nói. Thằng nhãi con nhà ông già đó ấy, Tuy bây giờ bên cạnh anh Nó chỉ là con mèo ướt Nhưng anh nên cẩn thận kẻo Dưỡng hổ vi họa Để nó lớn lên mà không đề phòng Là Cường khinh thường nói Dưỡng hổ Thằng nhái đó đối với bố mày chẳng khác nào con gà què Lại bột bột nói Nhưng thằng gà đó Nó có chịu ở yên trong lồng gà 15 năm Thành một con gà thật sự luôn không Nó sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ cho mà coi Anh Cường anh có thể để ý cẩn thận giúp em được không Anh nhất định phải cẩn thận đó La Cường im lặng một lúc Ừ Tao biết rồi Có một số điều Thật ra là La Chiến đã dặn lại bột bột Nói y như thế để nhắc nhở anh trai mình La Chiến cũng không dám nói Với anh trai mình rằng Đàm ngũ Sa đang gây rắc rối cho hắn bên ngoài nhà tù Suýt giết hắn bằng một bình ga Đã được chỉnh sửa Thậm chí còn mò đến nhà gây rắc rối cho người vợ cảnh sát của hắn. Là chiến sợ anh trai mình ngồi tù mà vẫn phải lo lắng. Là cường thường ở trong nhà tù cũng không phải ăn no rồi chờ trời tối. Hắn cũng đã suy nghĩ về những lời mà lại bột bột nhắc nhở hắn, cẩn thận nghiêm ngẫm cân nhắc. Phải nói rằng, đàm thiếu gia của đàm ngũ gia ở trong nhà tù Thanh Hà mấy năm qua, đúng không thể bỏ đi cái tính tình công tử kiêu ngạo và độc đoán. Ba ngày hai bữa gây chuyện đánh nhau bị biệt giam bị nhốt trong lồng sắt xem như ăn đủ đau khổ một thiếu gia được nuông chiều từ bé giờ ngồi tù bị người ta hành hạ lột cả một lớp da làm sao có thể ngồi yên khổ sở chịu tội như vậy đàm long ở phòng thăm tù la hét chửi bới ném ghế vào mấy đám đàn em đến thăm tụi mày kệ mẹ tao rồi à tụi mày bên ngoài ăn uống hưởng lạc không thèm ngó gì đến tao phải không tao chịu đủ rồi chúng nó bắt nạt tao đái lên đầu tao không coi tao như con người nói ông già tao cứu tao ra ngoài mẹ nó tụi mày tìm cách đưa tao ra ngoài đàm ngũ gia từng này tuổi rồi mà chỉ có một viên ngọc quý trong lòng bàn tay dĩ nhiên là cảm thấy có lỗi với con trai mình bị liên lụy mà đi tù nhiều năm qua đàm ngũ gia không ngừng đến nhà tù rúi tiền cho quản giáo nếu đàm tiểu long không suốt ngày gây chuyện tự mình tìm đường chết thì số tiền mà ông già nó gửi vào tù cùng với đãi ngộ đặc biệt cũng đủ để nó sống một cuộc sống thoải mái xa hoa trong tù. Mấy lần Đàm Long thất thế vì đánh nhau với La Cường, Đàm mũ Gia cũng nghe phong thanh, hẳn là ông ta cũng không chịu ngồi yên. Ông già cũng biết rằng thằng con mình không nên thân, lại thế cô, không có người hỗ trợ, cứ đánh bừa thì không phải là đối thủ của La Cường. Sau không biết thu xếp thế nào, lúc Đàm Long ra khỏi phòng biệt giam, lại bị chuyển đến dãy buồng giam ở lầu khác, không còn cùng hành lang với La Cường hai bên hoàn toàn yên tĩnh muốn đánh nhau cũng không thấy mặt la cường thầm tính toán chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc đơn giản như vậy nhà họ đàm không dễ xơi đâu thiện cha không hỗn đạo đạo thượng không thiện cha ý là xã hội đen không ai hiền đã hiền thì không làm xã hội đen la cường không phải là người duy nhất theo dõi nhất cử nhất động của đàm long mà thiệu tam gia đầu óc khôn khéo cũng dành cho nó một vé quan tâm đặc biệt từ khi đàm đại thiếu đổi khu buồng giam thượng quân phát hiện ngày nào nó cũng đi sớm về muộn ngày nào cũng rất tích cực trong công việc nhưng khi tính thành phẩm và số lượng lao động tháng đó thì điểm công không tăng nhiều chẳng biết nó làm gì mà ngày nào cũng thấy vội vội vàng vàng đàm đại thiếu mọi ngày thường rất sợ bẩn sợ mệt mỏi sợ vất vả chỉ muốn làm việc trong nhà xưởng không bao giờ muốn đến nông trường rừng cây mỏ đá. Mỗi lần có lịch đi là lại viện cớ đau đầu, mỏi chân, mỏi tay. Đủ các loại lý do để làm giấy bác sĩ tránh ra ngoài làm việc. Nhưng mà nửa năm trở lại đây, thái độ đàn long khác hẳn. Tự bỏ tiền túi, quản lý hướng dẫn của đội mình. Tự mình chuyển sang đội trồng cây, ăn trái. Ba ngày hai bữa vác thủng, xẻng với nhóm đi ra ngoài. Thiệu quân đã từng một mình lái xe ra ngoài đến vườn cây ăn trái của trang trại thanh hà giữa lưng chừng sườn núi phóng tầm mắt nhìn xuống khu giam y cẩn thận đo từng khoảng cách vị trí giữa bức tường và nhà tù và vườn cây ăn trái khẽ giật mình một cái im hơi lặng tiếng lâu như vậy nếu thằng lỏi kia thật sự muốn gây chuyện có lẽ nó đã bắt đầu âm mưu ngầm thiệu quân không dám lơ là y bắt đầu tự mình điều tra chạm vào từng nơi gần bốn góc tường của khu giam xem có vấn đề gì không nhà kho xưởng tầng hầm nhà ăn thiệu tam gia rất cẩn trọng nghiêm túc không thông báo cho các đồng nghiệp bên cạnh thậm chí y còn bí mật xem hết những lịch trực ban của các quản giáo vì sợ trong nội bộ có người cấu kết y cũng xem video phòng thăm tù cả năm gần đây lọc ra tất cả những thứ liên quan đến đàm long y nghe từng đoạn có khá nhiều người đến thăm đàm long và số lượt thăm tù mỗi quý đều được sử dụng hết không chỉ đàm long mà cả ban đó cũng thường xuyên liên lạc với bên ngoài qua những lần gọi điện và thăm tù la cường lặng lẽ quan sát thiệu tiểu tam nhi mấy ngày nay cũng hỏi bánh bao dạo này bận rộn gì thế thiệu quân không nói rõ không có gì quan trọng đâu la cường nhắc nhở y em ra ra vào vào nhớ cảnh giác cẩn thận phía sau thiệu quân nhớ mày hỏi em phải cẩn thận cái gì la cường đáp không phải em đang điều tra thằng nhóc họ đàm sao thiệu quân sao anh biết em đang điều tra la cường người họ đàm chắc chắn đang làm trò quỷ lão già chết tiệt bên ngoài và thằng con bên trong đang cùng nhau toàn tính gì đó bọn chúng sẽ không yên tĩnh la cường hay nhìn thiệu quân từ xa chăm chú nhìn bóng dáng người thanh niên bận rộn chạy tới chạy lui các khu buồng giam như một con sóc này khi cả hai nói chuyện riêng với nhau Hắn Hiếm khi nhiều lời, hắn cũng không biết phải nói gì khác. Hai người có thể hiểu rõ nhau, có thể dặn dò hỏi thăm nhau đã là thẳng thắn rồi, còn lại thì không thể nói ra. La Cường mỗi ngày đều yên lặng nhìn người này, ngắm nhìn từ xa, như thể sợ đến quá gần sẽ làm tổn thương người quý giá như vậy. Một buổi chiều, La Cường đang bận rộn trên ruộng trồng rau, làm dàn trồng cà chua. Thiệu Quân cầm rùi cui đi dọc trên tường ngồi xổm xuống xem xét một mảng lớn dây mướp trên đất. Thiệu quân than phiền. Mấy cây mướp này đậu trái rồi mà chẳng chờ chín hái được. Mùa xuống một cái là hư thối hết ngay. Là cường từ sau cành cà chua nhìn ra. Đó là ruộng rau của đội 2, không liên quan đến anh. Thiệu quân thắc mắc. Đội 2 không chống giàn cho cây à? Trồng cây dây leo mà không làm giàn. Đừng nói đến tay nghề, ngay cả kiến thức trồng trọt cơ bản nhất cũng không có là cường chế nhạo em nghĩ ai cũng giống ông đây trồng giao chuyên nghiệp nông dân sao thiệu quân chợt nhướng mày vội xúc đám cây lên chân mày y nhíu lại càng ngày càng sâu y không thèm để ý đến những gai nhọn trên lá và thân cây đâm vào tay chảy máu vội vàng lao tới xốc cả một mảng dây mướp bí đỏ khổ qua đang nằm dưới đất lên mấy cây họ xưa có lá to mọc rậm rạp thân dây leo cuộn tròn Chúng có thể leo lên toàn bộ bức tường mà không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Thiệu quân cắt bỏ những dây leo chẳng chịt, một cái miệng hầm có rào lưới sắt, được phủ sơm dạ và mấy mảnh gỗ mục xuất hiện ở góc tường, bên trong tối om om. Thiệu quân chậm rãi đứng dậy, nhìn lên xung quanh. Một lúc lâu sau, y lẩm bẩm. Thì ra là đám dê con, dám dở trò quỷ. Mấy tên khốn này, dám đào hầm vượt ngục. Thiệu quân gầm lên, kéo mạnh hai tay, mở rộng miệng hầm được che chắn bởi tấm lưới sắt. Đêm đó, khu vực nhà tù thứ ba phát lệnh giới nghiêm, tất cả tù nhân bị điều tra, cả nội bộ quản giáo, xem ai phải chịu trách nhiệm. Vài tên trong các ban của đội 2 bị bắt ra ngoài, mặt tái mét, chúng đều bị còng tay, cách ly ra để thẩm vấn. Thiệu quân đi ngang qua đám đó, nhào mắt, hai con mắt sắc bén dưới vảnh mũ nhìn đàm long. Ban trưởng ban 13 đội 2 đôi mắt đỏ như máu của đàm long cũng nhìn y chằm chằm trong mắt tràn đầy oán hận sau khi quá nhục nhã mấy tên trong ban của nó không nói sự thật nhưng thiệu quân không bao giờ tin rằng chuyện này không liên quan đến đàm thiếu gia dù ở nhà tù nào đào hầm vượt ngục đều là vụ án hình sự chính trị nghiêm trọng nhất một khi xảy ra hậu quả sẽ rất thảm khốc những việc vượt ngục như này xảy ra hàng năm mỗi lần như thế đều có người bị chết hoặc chết do dính vào lưới điện cao thế hoặc chết ngạt trong khí mê tan ở cống thoát nước, hoặc bị cảnh sát vũ trang bắn một phát súng, hoặc tẩu thoát được, ra ngoài được vài tháng thì bị bắt lại rồi tử hình. Thất nhiên, hễ có chuyện như vậy, từ trường nhà giam đến các đội trưởng quản giáo đều phải bị lột ra, tội nặng thì bị lột cảnh phục, mặc vào đồ tù. Khu gia mới của Thanh Hà có hàng rào thép chắc chắn kiên cố nhất cả nước, muốn đi qua cánh cổng sắt lớn phải được bốn trạm khác thông qua. Các tù nhân không thể dễ dàng vượt được, nhưng không ai ngờ bức tường thành kiên cố suýt chút nữa thất thủ bởi mấy hang chó hang mèo thiệu quân dẫn mọi người leo vào đường hầm kiểm tra thử trước khi xây dựng nhà tù chỗ này là một trang trại có nhiều hầm rau và kênh mương ngầm sau khi nhà tù được xây dựng một số được đào thành công rãnh vào mùa nắng mương ngầm khô cằn nồng mùi thối rữa và ẩm ướt khó chịu đường hầm hoàn mèo rõ ràng có dấu vết được dọn sạch cuối cùng đường hầm dẫn ra vườn trái cây tươi tốt bên ngoài khu vực trại giam. Kế hoạch vượt ngục bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, cả khu trại giam sợ bóng sợ gió. Trưởng nhà giam sợ toát mồ hôi hột, nếu không có thiệu tam gia cảnh giác, nếu ngày nào đó tù nhân bỏ ra, cho dù chạy được ra ngoài hay chạy nửa đường rồi chết trong đường hầm, thì ông không chắc còn được đội mũ cảnh sát nữa không? Vì sự cố này, đội trưởng thiệu được ghi nhận là người có đóng góp lớn nhất trong đội ngũ. Cũng vì sự cố này, Tất cả những quản giáo của đội 2 đều bị đem đi điều tra, tìm được hai người nhận hối lộ của tù nhân, số còn lại bị cách chức do quản lý kém. Các tù nhân toàn đội 2 bị kiểm soát tập thể nghiêm ngặt và sẽ không được báo cáo ba giảm, trong tương lai như một biện pháp kỷ luật. Giảm hình phạt, ân xá và bảo lãnh là những quyền hạn quan trọng nhất mà trại giam nắm giữ, đồng thời cũng là ba điều mà phạm nhân quan tâm nhất. Không có báo cáo xét duyệt ba giảm, Chẳng khác gì bắt cả đội hai bức thượng lương sơn Buộc phải phản kháng Chống lại Khi đàm đại thiếu tái kiến thiệu tam gia Hai con mắt trợn trắng của nó Đã đỏ bừng tơ máu Nó thì thầm rít lên bằng giọng điệu hung dữ nhất Cảnh sát thiệu Mày Mày Mẹ kiếp tụi mày Chờ đấy Thiệu quân không hề cảm thấy sợ hãi Lạnh lùng trả lời Chờ mày lại tái phạm vượt ngục à tam gia của mày đang đợi đây mày làm bao nhiêu lần tao dẹp mày bấy nhiêu lần ánh mắt đảm long lộ ra vẻ phẫn hận mãnh liệt mày dám phá hỏng chuyện của bố đây chờ chờ đó lần sau bố sẽ phá hủy mày thiệu quân nhàn nhạt, nhạt ném cho nó một câu mày còn dám chơi nữa à đảm long đe dọa cảnh sát thiệu đừng 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 nghĩ tao không biết mày có gian díu với la lão nhỉ Chờ có ngày tao ra ngoài Tao sẽ bới tung chuyện này lên Cho hai người tụi mày không thể sống yên ổn Thiệu quân phá hỏng việc của đội 2 Loại hành vi này Giang hồ gọi là ngáng chân Cản đường người khác Phá hỏng chuyện làm ăn của người khác Lúc đó thiệu quân không để tâm Tới lời đe dọa của Đàm Long Nó là một kẻ hèn hạ Đàm Long có 10 năm thi hành án trong tù Đàm Long có thể làm gì y Nếu Đàm Tiểu Long Dám nói bậy bạ gì đó trong tù y sẽ chừng trị nghiêm khắc nó. Có nhiều cách để chỉnh tù nhân. Trước đây thiệu quân không dùng vì không cần thiết, nhưng không có nghĩa là y sẽ không chỉnh tù nhân để chúng làm loạn. Tiểu thiệu tam gia không sợ, nhưng mấy câu ham dọa đó của đàm thiếu gia là Cường đã sớm nghe nói. Mấy ngày sau đó, là Cường ngồi xổm trên ghế đá bên cạnh sân chơi, lặng lẽ hút thuốc, vẻ mặt phức tạp, tâm sự nặng nề. Là La Cường lăn lộn trong giang hồ đã lâu, hắn biết việc ngán chân kẻ khác sẽ gây ra hậu quả gì. Có một lần, đàm ngũ ra chặn đường đánh hạ họ vương dưới chân hoàng thành, chỉ vì họ vương chặn đường làm ăn, tổn thất chỉ một chút, nhưng hai nhóm dù người phía đông, kẻ phía tây, nhưng vẫn sống mái với nhau, cầm mã tấu chém, thậm chí phóng hỏa, ngọn lửa gần như thiêu dụi phía sau của phòng trưng bày nghệ thuật, được đó vài tên phải đi tù. La cường về mặt tình cảm cũng giống như thiệu tiểu tam nhi, nhưng có một số việc hắn vẫn có lối suy nghĩ của những kẻ trong giang hồ. Nếu hắn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường dưới đám ruộng rau của đội 2, hắn sẽ không nói. Đây là nguyên tắc giang hồ, chuyện không liên quan gì đến mình thì đừng bao giờ can thiệp. Hắn đã thầm nhắc thiệu quân nhiều lần, cố gắng nghĩ ra một giải pháp chu toàn hơn mà không để y trở thành cái gai trong mắt các phạm nhân trong tù, mục tiêu chỉ trích của tù phạm. Nhưng hắn tính không ra. Bây giờ tam bánh bao đã ngáng chân vài kẻ trong nhà giam những kẻ đó sao có thể bỏ qua chuyện này chắc chắn chưa xong hơn nữa toàn tính vượt ngục này chắc chắn có liên quan gì đó đến nhà đàm có lẽ nhà đàm đang âm mưu sau lưng để đưa thằng quý tử ra khỏi tù đàm long vượt ngục không thành nó chắc chắn sẽ hận ta mánh bao tìm cơ hội gây hấn trả thù nếu một ngày nào đó đàm long ra tù thành công nó sẽ không muốn ngồi yên một khi được thả tự do nó và nhà họ đàm sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Khi đó, tất nhiên nó sẽ vồ lấy thiệu quân. Đến lúc đó, hắn còn ngồi xổm trong tù, làm sao có thể bảo vệ bánh bao của hắn. Trong bóng tối, là cường ngổn ngang trăm mối, nằm ngửa trên giường, chăm chăm nhìn trần nhà. Lúc đó, hắn đã nghĩ ra kế hạ sách nhất để đối phó với Đàm Long. Muốn chấm dứt tất cả, chỉ có một cách. Giết chết nó. Là lộn trong giang hồ, đêm tối đến tận cùng, La Cường tuyệt đối không sợ ra tay. Không vì điều gì khác, chỉ là để bảo vệ sự an toàn cho tam bánh bao. Nếu Đàm Long tự tìm đường chết, thì không thể không tiêu diệt nó. Dĩ nhiên, La Cường không ngu ngốc đến mức tấn công Đàm Long trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn có rất nhiều cách và cơ hội ở khắp mọi nơi, như trong phòng tắm, nhà xưởng hoặc nơi lao động ngoài trời. Hắn chỉ cần chờ đợi mỗi thời cơ. Chỉ tiếc là thời cơ không chờ đợi hắn. Là Cường không ngờ mình còn chưa kịp động thủ Thì đàm thiếu gia đã ra tay trước Buổi trưa ngày hôm sau Một ngày có vẻ bình thường như bao ngày Các tù nhân ở khu nhà giam số 3 hết giờ làm Thì về nhà ăn cơm Các ban được thả lỏng quản lý Ngồi ở đầu phía đông nhà ăn Còn các ban bị quản lý nghiêm ngặt Tập trung ở một góc nhỏ ở đầu phía tây Bị một vài quản giáo mới đến nhìn chằm chằm Là Cường nhận một phần thịt kho tàu Ngửi mùi nước sốt đậm đà đi ngang qua bàn của đội hai thoáng thấy một đôi mắt đỏ bừng đầy căm ghét lẫn trong đám đông sự cố hôm đó bắt đầu bằng vài câu hục hạc nhau của mấy tên đội hai và một quản giáo béo mới chuyển đến đàm long đưa chân ngáng đường một người tù lớn tuổi của đội hai khiến ông già tội nghiệp đang cầm bát cơm ngã nhào xuống đất người tù già là một phạm nhân già yếu bệnh tật được chăm sóc đặc biệt trong khu trại giam bàn tay còn bị tật nằm co quắp dưới đất cả buổi không đứng dậy nổi Đàm Long bị quản giáo béo mang rủi cui cảnh cáo vài câu. Quản giáo béo đi đến một chiếc ghế dài kê ở giữa, mới vừa ngồi xuống đã la oai oái, ôm mông đứng vắt lên. Quản giáo này bị một cái đinh chọc vào mông, có tên nào đó lấy trộm cây đinh từ nhà máy, ghim lên ghế. Đội hai phụt một tiếng. Chúng nó tranh thủ la ó cười cợt. Quản giáo mập đỏ bừng mặt, bị một bọn tù nhân chọc giận, tổn thương thể diện nên rút rủi cui lao tới. Quản giáo mới chưa quen, chưa biết cách xử lý phạm nhân trong tù. Không giống mấy quản giáo cũ hòa đồng, cười nói, đùa giỡn, nể mặt nhau, nên dễ dàng dàn xếp. Mà mấy tên cứng đầu trong đại đội 2, vốn dĩ cũng không muốn cho qua chuyện này. Kế hoạch vượt ngục thất bại, đang nghẹn một bụng tức, muốn quậy phá, nên nó còn đổ dầu thêm lửa. Cái đinh đâm vào mông của quản giáo béo là do đảm thiếu xa làm. Chỉ trong vài giây, nhà ăn đã náo loạn như ong vỡ tổ đàm long từ phía sau nhấc một cái kế dài nhảy lên bàn phòng ăn nó cầm chiếc ghế đầu phung ngang về phía đầu của quản giáo béo nếu chúng cú đập này đầu người ta sẽ biến từ tròn sang dẹp ánh mắt đàm long rực lên ý muốn chuẩn bị hành hung đả thương người đúng lúc này một bóng người màu xanh xám trong nháy mắt phóng qua đó bay lên quét ngang cánh tay đàm long một cái chân cứng rắn mang bốt ra chính xác đá vào cổ tay của đàm long trong hỗn loạn thậm chí có thể nghe thấy một tiếng cốp cơ xương va chạm phát ra âm thanh bị bóc nghẹt đàm long đau đớn kêu a một tiếng xuyên qua lớp tơ máu chẳng chịt trong mắt nhìn rõ ai là người tọc mạch nó càng thêm tức giận thiệu quân cũng đang tức đàm long đến khó chịu lông mi dày và đôi mắt tuần tú như càng sâu thêm vì cuộc chiến ác liệt mắt híp lại lồng mày run rẩy xách sâu vào thái dương lộ ra một tia tức giận y dùng hai tay nắm lấy cổ chân của đàm long vật mạnh đảm long bay ngang rồi ngã xuống bàn ăn lớn suýt gãy cả bàn hôm đó là cường đứng từ xa quan sát ở đầu kia của căng tin vốn dĩ không muốn nhúng tay vào việc của người khác thằng nhãi họ đàm đánh nhau với cứng, hoàn toàn là tự bóp rái mình tự tìm đường chết nếu có thể quậy cho cảnh sát vũ trang ra bắn một phát chết luôn thì đỡ quá để hắn sau này khỏi phải mất công ra tay giết là cường nghĩ thầm như vậy muốn diệt khẩu nó thì chết trong tay cảnh sát vũ trang là nguyên nhân tử vong lý tưởng nhất. La Cường đưa mắt ra hiệu cho đại đội một đường di chuyển lung tung, đừng gây rắc rối, đừng tham gia đánh nhau để tránh ngộ thương. Nhưng La Cường không ngờ tới Thiệu Quân sẽ ra tay. La Cường nóng mắt khi Thiệu Quân lao lên, có thứ gì đó chặn ngang cổ họng hắn. trước đám đông hắn không thể gọi y lại. Các đốt ngón tay cầm bắt cơm xiết mạnh đến trắng bệch, khớp xương răng rắc vang lên. Thiệu Quân hất tung đàm lòng trên bàn ăn. Dây trước dây sau cả hai đã lao vào đánh nhau kịch liệt lúc này muốn dừng lại cũng đã muộn đối với đàm long mà nói nó ghét thiệu tam gia hơn cả sự căm hận đối với kẻ thù cũ là lão nhị vì sự thiên vị của cảnh sát thiệu đàm thiếu gia đánh nhau với la cường trong khu nhà tù thứ ba liên tục bị thất bại nhiều lần bị ức hiếp nhục nhã những năm trước núp dưới bóng gia tộc đàm thiếu gia cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió có số trong giang hồ xa cơ lỡ vận lại bị người khác bắt chẹt thì làm sao có thể cho qua. Hơn nữa, cảnh sát thiệu đã ngáng chân nó và vỡ kế hoạch vượt ngục của nó. Điều này khiến đảm thiếu gia gần như phát điên trong tuyệt vọng. Đảm Long bị kết án 10 năm trong tù, cả một chặng đường dài phía trước. Tội phạm liên quan đến xã hội đen khó có cơ hội giảm án hay ân xá. Đàm ngũ gia mấy năm trước lên kế hoạch bên ngoài, đo lót bên trên, thậm chí liều mạng chấp nhận rủi ro, giúp người nào đó trên mình lập mưu ám sát anh em nhà họ La đã bị bỏ tù nhưng mà sau không thể lo được việc giảm án tù con đường đó đã bị phá hỏng Đàm Long bây giờ chỉ còn cách tìm mọi cách để trốn khỏi nhà tù nhưng không ngờ lại bị Thiệu Quân tàn nhẫn cắt đứt kế hoạch giang dở của nó cả hai đều có võ cứ người một đòn ta một đòn nói thì dài nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt Thiệu Quân nâng gối vào điểm yếu của Đàm Long đẩy nó vào góc tường chuẩn bị làm một cú móc vào đầu cho nó ngất xỉu, kết thúc mọi việc. Đàm Long loạn trọng tránh được, cú đá mạnh đập vào vai nó. Một nửa cánh tay của nó gần như tê liệt, thân hình gầy gò của nó chịu cú đá này đã không còn sức chiến đấu, không thể chống lại những đòn tấn công hung hãn của thiệu quân. Nó lúc này thẹn quá hóa giận, cầm lấy một cái ghế đầu trong góc tường, đột ngột nổi điên. Thiệu quân chặn đòn tấn công đầu tiên của chiếc ghế bằng cùi trò, trên ghế gãy lìa sau cú va chạm. Đàm Long như một con rồng hóa điên, nó lại lấy tiếp một cái ghế, ném mạnh vào thiệu quân. Xoảng, bát cơm của La Cường rơi trên mặt đất, miếng thịt heo kho tàu và nước tương chảy lênh láng cả sàn nhà. Cách hơn 30 mét trong căn phòng lớn, hắn chưa mắt nhìn chiếc ghế đập vào ngực thiệu quân, trúng vào bụng trên của y. Thiệu quân bất ngờ không kịp đề phòng đoàn tấn công liên tiếp này, bị hất văng ra ngoài. Ngày đó, tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn la lão nhị đột nhiên tức giận mắt đỏ như nhỏ máu, chân dẫm ghế phóng lên bàn ăn. Từ nhà ăn đầu bên kia dẫm lên năm sáu cái bàn, vọt tới chỗ phát sinh sự cố, giang tay lao xuống như một con đại bàng, chắn giữa Thiệu Quân và Đàm Long. Thiệu Quân ngửa mặt về phía sau té ngã. Đàm Long lần thứ ba nâng ghế lên, ý đồ đập vào đầu Thiệu Quân. La Cường lao tới, gần như nhào vào người Thiệu Quân. Mắt báo trận to tức giận không chớp lấy một cái. Đàm Long hung hăng đập cái ghế vào vai hắn. Xương vai bị đau, cảm giác như thịt bị tách khỏi xương là cảm giác đau thông thường khi bị dụng cụ sắc nhọn đâm vào loại chấn thương này trước đây hắn đã từng bị nhiều hắn gầm lên vì đau đớn với một động tác hung bạo của giống đực hắn giật lấy chiếc ghế đánh hắn ném vào tường lập tức nó bị đập tan thành từng mảnh là cường không chú ý đến bờ vai đẫm máu của hắn mà một ý nghĩ khác xuyên thấu não hắn hắn đột nhiên nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng vì khiếp sợ hét lên một tiếng đau đớn những bóng người phía trước thật hỗn loạn Một vài người trong ban bảy chạy đến hét lên Cảnh sát thiệu bị sao vậy Bụng bị đâm Đang chảy máu nhiều quá Đi gọi người đi Trong ngục có nhiều phạm nhân hung bạo nổi loạn Lúc này nhiều kẻ trong đội 2 đang lăm le tấn công những quản giáo còn lại Hiện trường rất nguy kịch May mắn là hầu hết những kẻ có mặt ở đây Đều ở dưới sự kiểm soát của La Cường và Lại Hồng Binh Không tham gia bạo động Nếu không Với số lượng tù nhân gấp 20 lần quản giáo như thế này hậu quả sẽ rất tai hại la cường thấy thiệu quân nằm ngửa khó khăn thở hồn hển lấy tay che ngực và bụng máu đỏ tươi tuôn ra liên tục không thể nhìn ra vết thương trúng vào tim phổi hay ruột cái ghế bị gãy chân lộ ra rất nhiều những cây đinh to dài là những chiếc đinh khủng khiếp đảm long cắm vào cơ thể thiệu quân la cường gào lên như cổ họng bị xé rách máu chảy ra từ cơ thể thiệu quân như nhuộm đỏ vắng mạc khuôn mặt và thần kinh của hắn người đang chảy máu trên mặt đất là tam bánh bao hắn nhớ lại những gì tam bánh bao đã từng nói với hắn bánh bao hỏi hắn lão nhị nếu sau này có chuyện gì xảy ra với em anh có chắn cho em không khi đó đôi mắt thiệu quân trong veo giữa hai chân mày hiện lên một tia khát vọng sâu xa y nói với hắn nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh em sẽ lấy lưng đỡ cho anh bảo vệ anh nhưng một ngày nọ bánh bao thực sự gặp tai nạn, bị người hãm hại, vậy mà hắn không thể thay bánh bao lãnh lấy tổn thương đó. La Cường giống như một con dã thú bị trúng đạn, chu lên một tiếng đau đớn, những chiếc đinh sắc nhọn dường như xuyên vào lồng ngực, trái tim, nơi chí mạng nhất của hắn, từ máu dày đặc, trào ra từ mắt hắn, hắn điên cuồng lao về phía đàm long. Thêm nhiều quản giáo chạy vào nhà ăn, tiếng chuông báo động chát chúa vang lên khắp khu vực trại giam, một trung đội cảnh sát vũ trang lên đạn chuẩn bị lao vào bên trong. Đàm Đại Thiếu và La Lão Nhị là kẻ thù không đội trời chung. Trong trận chiến khốc liệt cuối cùng này, cả hai dồn hết sức mình vào giây phút sinh tử. Từng cú đấm, từng cú đá đều cố gắng giết nhau. xương bánh trẻ cứng rắn của La Cường đá vào bụng dưới của Đàm Long. Lần này, hắn nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. La Cường mặt vô cảm, sắc mặt xanh mét, trong mắt lộ rõ sát ý, khiến đối thủ dùng mình sợ hãi. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn đây chính là sự lạnh lùng máu lạnh của hắn mỗi khi hạ cục đối thủ dùng nắm đấm sắt này đánh vào đầu nắm đấm xe gió này chỉ cần trúng phía sau tai hoặc gáy của đàm long là có thể khiến nó bị chấn thương nặng ở đầu và tử vong đối với là lão nhị giết chóc chỉ là một vài cú đấm sống hay chết chỉ cách mấy bước chân một quả đấm sắt của hắn đánh vào lỗ tai đàm long nhìn cổ nó ngửa ra sau như sắp gãy đầu vừa chạm đất hai mắt trợn lên trắng dã cả người nó co giật dữ dội La Cường lạnh lùng đứng giữa phòng, ngón trỏ và đốt ngón giữa bị gãy để lộ ra da thịt đỏ tươi, bê bết máu. Nhìn người trên mặt đất run rẩy một hồi, cuối cùng bất động, máu từ từ chảy ra sau ót. Xung quanh vang lên những tiếng kêu sợ hãi, tiếng xích xoa và thở dốc. La Cường biết vụ án hắn phạm phải hôm nay là một bước lùi thẳng về địa ngục. Hắn biết rất rõ, lần này không có đường lui. Giết người trong tù, cùng lắm là tử hình, hắn chỉ biết dùng sinh mạng vỡ nát của hắn bù đắp cho tam bánh bao. Mạng hắn không đáng bao nhiêu, nhưng đó là tất cả những gì hắn có. Khi La Cường quay đầu lại, người thanh niên nằm trên mặt đất đã trong tình trạng rất xấu. Hắn cố gắng chạy đến. Thiệu quân trước mắt, cả người đã đầm đìa máu. Thiệu quân, cảnh sát thiệu. Cố lên, đừng nhắm mắt. Cảnh sát thiệu, đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu. Anh băng bó cho em, hốc mắt la cường co rút môi hắn run lên hắn ấn hai bàn tay to che vết thương giữa ngực và bụng của thiệu quân lòng bàn tay hắn lập tức dính đẩy máu tươi sền sệt hắn nhanh chóng lột áo ra trên vai và lưng vẫn còn bị ghim hai chiếc đinh hắn quấn cơ thể đẩy máu của thiệu quân trong bộ đồng phục tù người thanh niên trong vòng tay hắn nhợt nhạt như tờ giấy miệng mở to thở hồn hển vì đau đớn nhưng ngón tay chạm vào hắn run rẩy yếu ớt mẹ kiếp ngủ ngốc Đừng đó làm gì Gọi xe cấp cứu đi Cứu người đi La Cường khản giọng hét lên với những người đứng xung quanh Cảnh sát vũ trang ôm súng xông vào Cảnh tượng càng hỗn loạn hơn Đám tủ nhân bên đội 2 Vừa nãy còn gây rối Ôm đầu ngồi xổm tứ phía Bị cảnh sát vũ trang dùng bằng súng dồn vào góc tường Tiếng kêu la vang vọng Tất cả ngồi xổm xuống Ôm đầu Tất cả ngồi xổm xuống hết Có người nhìn thấy thiệu quân trong bộ đồng phục cảnh sát Nằm trên mặt đất La Cường mắt đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo đang ôm chặt Thiệu Quân. Cả hai người đều bê bết máu, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Làm gì vậy? Buông người ra! Một cảnh sát vũ trang vừa vội vàng không hiểu tình hình. Anh ta tưởng chính La Cường là người làm bị thương cảnh sát Thiệu nên dùng bằng súng đập xuống. Máu trào ra từ lỗ tai và vai của La Cường, hắn gầm lên đau đớn. La Cường bị mấy cảnh sát vũ trang bao vây, hắn né tránh, vẫn liều mạng lao về phía Thiệu Quân hét lớn. Gọi xe cấp cứu, mau cứu người. Tranh thủ lúc hỗn loạn, đội cấp cứu cũng lao vào. Thiệu quân vươn bàn tay để máu ra khỏi khe hở giữa những chiếc áo bờ lưu trắng, thở hồn hển dữ dội nói. Mấy người, đừng, không phải anh ấy, đừng đánh anh ấy, đừng, đừng làm anh ấy bị thương. Mười ngón tay thô giáp của La Cường bóp chặt nòng súng đang chĩa vào ngực, vặn mạnh, bẻ cong nòng súng đến vài phân. Trong mắt hắn như có máu Gầm lên liên tục Cứu em ấy, cứu em ấy Là cường cuối cùng cũng bị mấy võ cảnh Ép chặt xuống sàn không thể nhúc nhích Khuôn mặt hắn rực lên ánh lửa nóng bỏng của địa ngục Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm thiệu quân Đang nằm cách đó vài mét Hắn chậm rãi vươn tay Cố gắng với tới Nhưng không thể với được ai Trong tầm mắt hỗn loạn Là cường nhìn thấy đội cấp cứu nhấc thiệu quân lên cáng Nhanh chóng trở đi cấp cứu một cánh tay nhuốm máu buông thõng xuống cáng bàn tay đó cố gắng vươn về phía hắn cuối cùng nhòe đi trong dòng nước trào ra từ mắt hắn hết tập 23 các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết nam mỹ hành động hãn phỉ tác giả hương tiểu mạch qua phần trình bày của sam nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.